Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Thủ môn Bùi Tiến Dũng rời Hà Nội FC bất ngờ được tặng xe sang hơn 2 tỷ. Mặc dù không để lại nhiều dấu ấn tại SEA Games 30, song Bùi Tiến Dũng vẫn nhận được món quà rất lớn từ người hâm mộ. Trong kỳ SEA Games 30, Bùi Tiến Dũng không được tham gia quá nhiều vào các trận đấu, thế nhưng anh vẫn luôn nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ và huấn luyện viên Park Hang-seo. Và điều đặc biệt khác nữa là mới đây, Bùi Tiến Dũng khiến dân tình được fan trầm trồ khi có vị đại gia tặng cho chàng thủ môn của OE2 Việt Nam một chiếc xe hơi hạng sang trị giá cả tỷ đồng. Cùng Mr. Zero tìm hiểu qua clip ngay sau đây nhé! Kim Trang xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! Sau những tuyên bố ý nhị chúc may mắn lần sau, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã quyết định ra đi khỏi đội Hà Nội, dù đây là nơi đã khiến anh vui. Câu lạc bộ Hà Nội chính là nơi mà thủ thành Bùi Tiến Dũng gửi gắm niềm tin sẽ chấp cánh cho mình bay xa. Chính vì vậy mà thành công cùng với đội U23 Việt Nam, thủ thành đã lựa chọn về với câu lạc bộ Hà Nội thay vì về với Viettel. Tuy nhiên, ở đội bóng Hà Nội thì vị trí thủ thành đã có Văn Công chân giữ khá là chắc chắn. Văn Công cũng từng là thủ môn được đánh giá cao từ thời anh còn chơi ở U21 và gắn bó cùng với đội bóng Hà Nội một thời gian rất dài. Vào năm 2019 là một trong những năm đáng quên đối với thủ thành Bùi Tiến Dũng ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Mặc dù trong mùa giải khoác áo câu lạc bộ Hà Nội, thủ thành sinh năm 1997 đã có một năm bội thu danh hiệu với cú đúp tại V-League và cúp quốc gia. Dẫu vậy thì cá nhân của Tiến Dũng vẫn chỉ có 5 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sau khi mà chuyển sang câu lạc bộ Hà Nội vào đầu mùa bóng năm nay, thì Bùi Tiến Dũng chủ yếu ngồi ghế dự bị và số lần bắt chính của thủ môn đội tuyển U22 Việt Nam tại đội bóng thủ đô chưa đến 2 bàn tay. Không những thế thì trong những lần hiếm hoi được vào sân, Bùi Tiến Dũng đều bị thủng lưới và chỉ duy nhất một trận thủ môn này không có bàn thua nào. Việc Bùi Tiến Dũng phải rời khỏi đội bóng của Bầu Hiểm còn có lý do là vì Hà Nội FC đã có xu hướng muốn sử dụng gà nhà gồm Nguyễn Bá Minh Hiếu và Đỗ Sĩ Huy từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở về ở mùa giải tới. Đây cũng là những thủ môn từng cạnh tranh vị trí với Bùi Tiến Dũng thêm một con ở đội U19 của Việt Nam 2 năm về trước. Đấy là chưa kể Hà Nội FC vẫn còn hai thủ môn số 1 và số 2 là Nguyễn Văn Công và Phí Minh Long đang trong phong độ tốt. Vì vậy mà việc chia tay Hà Nội FC được xem là rất tốt cho Bùi Tiến Dũng, nhất là do không được thi đấu thường xuyên ở mùa giải 2019. Bùi Tiến Dũng đã thi đấu thiếu cảm giác và dẫn đến việc thủng lưới ở trận gặp U22 Indonesia tại vòng bảng SEA Games 30. Sau sai lầm đó thì thủ môn Bùi Tiến Dũng đã không còn có cơ hội cạnh tranh xuất bắc chính với thủ môn Văn Toàn ở phần còn lại của giải đấu. Việc gia nhập câu lạc bộ mới sẽ là cơ hội để Bùi Tiến Dũng tìm lại chính mình, sẵn sàng cạnh tranh xuất thi đấu song phẳng ở cả U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Sau khi mà V-League 2019 kết thúc thì hợp đồng của Tiến Dũng tại Hà Nội cũng hết hiệu lực. Đội bóng thủ đô đưa ra một chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhằm giữ chân thủ thành vừa cùng với U22 Việt Nam giành được huân chương vàng SEA Games 30. Nhưng anh chủ động xin đi, Bùi Tiến Dũng muốn đi tìm bến đỗ mới để có được nhiều cơ hội ra sân hơn. Thôi thì gặp thế thời phải thế. Bùi Tiến Dũng đã tìm cho mình một câu lạc bộ mới nơi mà anh có thể ra sân nhiều hơn. Theo thông tin mới nhất thì thủ thành sinh năm 1997 đang trong quá trình đàm phán với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh á quân của V-League năm 2019 với bằng hợp đồng 3 năm. Cụ thể xác nhận với báo chí thì một lãnh đạo của câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết hai bên đang thương thảo hợp đồng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đang được chấm cho kế hoạch tương lai cùng với đội chủ sân thống nhất từ mùa giải 2020. Bùi Tiến Dũng là thủ môn trẻ và đang khoác áo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 của Việt Nam. Cậu ấy có tương lai phía trước nên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh muốn đưa Dũng về với thi đấu. Vị này tiết lộ với phóng viên. Thế nhưng Bùi Tiến Dũng phải nỗ lực để chiến đấu cho vị trí chính thức với thủ môn kỳ cựu là Thanh Thắng, đã anh trước kia của anh ở Thanh Hóa. Thanh Thắng chơi rất hay dù mới gia nhập Thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm, có công lớn vào thành tích á quân của đội bóng. Trước đó thì Bùi Tiến Dũng có thời điểm ưu tiên ở lại Hà Nội FC. Tuy nhiên do đội bóng thủ đô không bằng lòng với mức đãi ngộ mà phía thủ môn sinh năm 1997 đề nghị. Vì vậy mà Tiến Dũng quyết định chọn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng này từng có thời điểm theo đuổi chữ ký của Tiến Dũng ở giai đoạn giữa mùa V-League 2019. Thời điểm mà thủ môn trẻ này đang không tìm được chỗ đứng ở câu lạc bộ Hà Nội. Hiện thì Bùi Tiến Dũng hiện cùng với U23 Việt Nam tập huấn ở Hàn Quốc. Đến ngày 23 tháng 12 thì anh cùng với toàn đội sẽ trở về Thành phố Hồ Chí Minh trước khi mà sang Thái Lan dự giải U23 của châu Á năm 2020. Chính giải đấu này 2 năm trước tại Thường Châu đã làm lên tên tuổi của thủ thành sinh năm 1997. Anh có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc giúp cho đội nhà giành vị trí á quân. Trong kỳ SEA Games 30 thì Bùi Tiến Dũng cũng không tham gia được quá nhiều vào các trận đấu, thế nhưng anh vẫn luôn được nhận rất nhiều sự quan tâm và kỳ vọng của người hâm mộ cũng như là huấn luyện viên Park Hang-seo. Và điều đặc biệt khác nữa là mới đây thì Bùi Tiến Dũng đã khiến dân tình được fan trầm trồ khi mà có một vị đại gia tặng cho chàng thủ môn U22 Việt Nam một chiếc xe hơi hạng sang trị giá cả tỷ đồng.
Cụ thể thì theo trang mạng đưa tin, thì trước khi mà trận đấu diễn ra thì một doanh nhân đa ngành nghề và là chủ của một công ty tại Hà Nội đã không ngại vung tiền mua một xe hơi tặng cho Bùi Tiến Dũng. Chiếc xe được vị doanh nhân ngắm tận như thủ thành người gốc Thanh Hóa là Mercedes-Benz có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Theo một nguồn tin thì vị đại gia tặng Mercedes-Benz cho thủ môn Bùi Tiến Dũng là ông Phạm Hữu Tuấn, một doanh nhân kinh doanh đa ngành nghề. Trên trang cá nhân của mình thì vị doanh nhân trẻ này đã chia sẻ nhiều hình ảnh chụp với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Có thể thấy tình cảm mà vị doanh nhân này dành cho bóng đá và thủ môn Bùi Tiến Dũng là rất nhiều. Trả lời câu hỏi từ một trang mạng về việc vì sao không chờ kết quả trận chung kết rồi hãng tặng xe, vị doanh nhân này trả lời rằng: "Đối với tôi, kết quả trận chung kết không thật sự quan trọng, bởi trong tâm của tôi, một người con nước Việt, những gì mà Dũng và đồng đội đã và đang cống hiến cho nền bóng đá nước nhà thực sự là rất đáng quý trọng, không phục rồi." Được biết thì ông Phạm Hữu Tuấn sinh năm 1983, quê ở Thanh Hóa và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ông Tuấn là giám đốc công ty cổ phần Goldway quốc tế, hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng. Ngoài thời gian dành cho công việc thì doanh nhân Phạm Hữu Tuấn còn có niềm đam mê đặc biệt dành cho các dòng xe hạng sang. Đáng chú ý là hiện doanh nhân Phạm Hữu Tuấn đang sở hữu cho mình một chiếc Rolls Royce Ghost Series 1. Chiếc Rolls Royce của vị doanh nhân này còn gây ấn tượng với một bộ phận được sơn vàng độc đáo. Doanh nhân Phạm Hữu Tuấn rất yêu thích dòng xe sang đến từ Anh Quốc. Nói về quyết định lựa chọn dòng xe này làm phương tiện di chuyển thì doanh nhân Phạm Hữu Tuấn đã chia sẻ: "Quan niệm của tôi là tốt nhất hoặc là không có gì. Rolls Royce thỏa mãn được yêu cầu của tôi kể cả những chi tiết nhỏ nhất." Tại Việt Nam thì số lượng Rolls Royce không nhiều, bởi muốn sở hữu một chiếc Rolls Royce thì chủ nhân phải bỏ ra một số tiền không nhỏ cho các giấy tờ, thủ tục về thuế. Chi phí để một chiếc Rolls Royce làm bánh ở Việt Nam vào khoảng từ 2 đến 3 triệu USD. Không chỉ tặng cho thủ môn Bùi Tiến Dũng chiếc Mercedes-Benz GLC, mà doanh nhân Phạm Hữu Tuấn còn tặng cho vợ chiếc Porsche Panamera 4 Executive vì bà xã đã dự đoán trúng tỷ số của Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng SEA Games 30. Ở Việt Nam thì Porsche Panamera 4 Executive hiện có giá tới khoảng 6 tỷ đồng. Sau khi mà có tin vui Bùi Tiến Dũng nhận được món quà lớn từ vị doanh nhân thì nhiều người hâm mộ bóng đá đã để lại bình luận cho rằng việc cá nhân tặng quà cho cá nhân chỉ là đánh bóng tên tuổi, còn nếu mà ý nghĩa hơn thì phải tặng quà cho cả đội hoặc là những cầu thủ có đóng góp lớn cho đội giành được chức vô địch như là Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng. Vì vậy mà một số khác nghĩ đây là một phần thưởng xứng đáng cho Bùi Tiến Dũng, bởi anh cũng góp công trong việc mang lại huy chương vàng về cho U22 của Việt Nam. Hơn hết, họ cũng mong Bùi Tiến Dũng sẽ tiếp tục tỏa sáng ở U23 châu Á năm 2020, một trong những giải đấu từng làm nên tên tuổi của chàng thủ môn xứ Thanh. Cùng xem qua một số bình luận của cư dân mạng nhé. Bùi Tiến Dũng xứng đáng với món quà mà. Hãy động viên em ấy để vòng chung kết U23 châu Á sắp tới sẽ có tự tin giành thêm nhiều chiến thắng cho U23 của Việt Nam. Tặng cho cả đội còn có ý nghĩa hơn, chứ tặng một mồ kiểu này như là đánh bóng tên tuổi vậy. Người ta quý thì người ta tặng, họ có tiền, họ giàu có thì họ tặng, liên quan gì đến mấy người mà nói. Bùi Tiến Dũng cũng có góp công trong một vài trận đấu mà, thế Bắc chia cơ hội cho cả hai, đừng ai so sánh hơn thua nữa, không hay chút nào. Dù sao thì cũng mong Dũng bớt đi đóng quảng cáo, bớt quan tâm chuyện ngoài lề, tập trung cho thi đấu để củng cố thêm niềm tin nơi người hâm mộ. Người hâm mộ hy vọng rằng món quà này sẽ là một niềm khích lệ với chàng thủ thành 22 tuổi. Trong thời gian tới thì Bùi Tiến Dũng có rất nhiều cơ hội phía trước và Tây Bắc cũng đã động viên anh ngay sau khi chiến thắng lịch sử tối ngày 10 tháng 12. Được biết, ngay trên sân đấu thì lúc mà mọi người đang ăn mừng chiến thắng, Tây Bắc đã ôm Bùi Tiến Dũng và động viên anh. Cơ hội là chưa bao giờ đóng sập với chàng thủ thành 22 tuổi và sắp tới thì anh sẽ có cơ hội ở U23 châu Á nếu mà tạo dựng được niềm tin nơi huấn luyện viên và người hâm mộ được nha. Là một trong những cầu thủ của U23 Việt Nam được người hâm mộ rất nhiều kể từ sau U23 châu Á, thì Bùi Tiến Dũng chắc chắn sẽ sớm lấy lại được sự yêu mến từ người hâm mộ trong giải đấu sắp tới đây. Và hơn hết, thì anh sẽ chứng minh được mình xứng đáng với những lời khen ngợi, lòng tin yêu cũng như là những món quà mà anh đã được nhận. Còn các khán giả của Mr. Hero thì suy nghĩ như thế nào? Liệu Bùi Tiến Dũng lựa chọn đầu quân cho câu lạc bộ TP.HCM có phải là một quyết định đúng đắn? Và chiếc xe khủng có phải là một trong những món quà xứng đáng dành cho anh, chàng cầu thủ sinh năm 1997? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay ở phía bên dưới. Và đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể đón xem những thông tin mới nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!